không liều nhưng vẫn ăn nhiều. Điều đó thì hơi khó, nhưng với bảo hiểm bước đến tương lai của AIA, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh nguồn vốn bất kỳ lúc nào tùy theo mức độ biến động của thị trường. Không cần phải liều, vẫn kỳ vọng lời trong dài hạn. AIA bước đến tương lai, đầu tư nhẹ đầu, giá trị bền lâu.